Để mà thắp hương những ngôi mộ mình đã từng quay và những con số view cũng rất là khủng, và mình sẽ gửi đến quý vị khán giả trên kênh mình một ngôi mộ kiến trúc cũng rất độc lạ và gồm có những bài thơ cũng rất là hay nói về tình phụ tử. Thì trước tiên mình tới đây mình thắp cho vợ chồng cụ này phía bên cái cô gái bên kia mất vì tai nạn giao thông. Ở đây có nhiều câu thơ rất hay lắm, mình cũng sẽ đọc cho mọi người xem luôn là: mẹ ơi, con đi tìm các án thơ câu đối để tạc lên mộ mẹ, nhưng không có câu nào, không có câu chữ nào, chẳng có vần điệu có thể kể hết bao la tình mẹ dành cho chúng con. Cả cuộc đời mẹ đã đắm đuối vì chồng, vì cháu. Mẹ thu quán lo lắng cho gia đình, tính toan trăn trở cho chúng con đến tận bây giờ, đến cuối cuộc đời. Giờ đây nơi chín suối, mẹ hãy an lòng ngủ ngon. Chị em con sẽ luôn yêu thương nhau, cùng nhau đi tiếp đường mà mẹ mong muốn. Chúng con yêu mẹ. Giang Ngọc Thảo Hiền. Đây là bốn tên của bốn đứa con ha. Đây có ghi là: đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, nặng gánh cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Và đây là bức ảnh của người cha, bức ảnh đại gia đình trên tường vẫn còn đó, nhưng đã 8 năm qua vẫn bóng mẹ. Nay bố lại đi xa, giữa những ngày giáp Tết, hình ảnh ông tập tễnh đưa các con cháu tới trường giờ chỉ còn là ký ức. Từ nay chỉ còn bốn chị em con giữa sóng gió cuộc đời, đường về từ nay mãi vắng bóng cha. Nhưng bố ơi, nét tài hoa, chất người Hà Nội, lòng bao la, lòng bao dung và thương người của bố sẽ mãi lưu truyền cho thế hệ, qua từng thế hệ, các con và các cháu mãi thương nhớ ông khôn nguôi. Cảm động mọi người ha. Và bên đây là một cái ngôi mộ mà lúc trước mình quay cũng rất là nhiều người xem luôn, rất là cảm động. Thì trên đây cũng có một cái bàn này, cũng để thương tiếc người bạn này. Đó là gửi hương hồn bạn gái Đặng Ngọc Dung. Đọc những bài này cảm động lắm cả nha. Và đây là một cái ngôi mộ này mà cũng rất là xúc động khi bắt đầu từ cái ngày mình quay. Nên hôm nay là khi vào lại mình cũng muốn tới để thắp hương cô gái và quay lại về cái ngôi mộ này, nói về một cái cô gái, một cái gia đình đang đầm ấm hạnh phúc, thì sau đó bị một cái vụ tai nạn nên cô gái đã ra đi mãi mãi, bỏ lại người chồng và hai đứa con thơ của mình. Đây là hình ảnh của ngôi mộ cô gái được người chồng làm rất là xinh xắn. Từ cái ngày đầu mà mình tới đi quay thì rất là đẹp nha. Xung quanh là có những cái cây bông á, bông mai trắng thủy, người ta giàu trắng rồi trồng nhiều cây cảnh lắm. Nhưng mà có lẽ là cái mùa vừa rồi là cây nó tàn đi á, dù người ta mới làm lại nên nó chưa có được là nó mỹ miều xinh đẹp. Và đây là cái khu mộ của cô gái, rất nhiều những cái món đồ có lẽ là cái ký ức của cô và gia đình. Ở đây là may mắn nhất, lớn nhất của cuộc đời này là được làm chồng em Hoài Nam. Và đây là hình ảnh cô gái. Thì cái thời điểm đó có nhiều người bình luận lắm, nói là ở gần nhà cô đó mất vì bị tai nạn giao thông nên mình mới biết. Chứ thật ra khi đi quay thì là thời điểm đó là mình chỉ thấy là cái ngôi mộ rất là kiểu mà nó thơ mộng lắm, giống như là một của người con trai mà làm cho người con gái của người mình yêu thương nhất á. Trang trí rất là đẹp. Hôm nay thì tới thì nó hơi tàn hơn xíu. Võ Tường Sinh, cái chị này thì sinh năm 80, mất 2017. Mãi nhớ về mẹ sinh, giai cát gia cát cha mi. Mình nghĩ đây có lẽ là hai đứa con của chị này ha. Đó, hình ảnh của con vẽ về cái gia đình rất là hạnh phúc luôn. Và đây là cái hình ảnh của chị gái đó. Lần đầu tới nhiều cảm xúc lắm cả nhà. Không một gia đình đang yên ấm hạnh phúc rồi bị một cái đổ vỡ. Lúc nãy đi trên đường của mình á, thì mình cũng thấy một vụ tai nạn mà thấy xe nằm mà, thì người đâu không thấy đâu. Cũng rất mong là những cái người đó được bình yên, hoặc là người ta tới bệnh viện đó chỉ bị thương sơ sơ thôi. Những chú chó nhìn dễ thương lắm.
Giờ thì mình sẽ mời mọi người đi qua cái khu mộ bên kia, là cái khu mộ chính mà mình muốn quay, để cho mọi người có thể nhìn thấy khu mộ khá là độc lạ, rất nhiều bài thơ của một người con gái ở Nhật Bản đi làm xa, không có ở cạnh cha già của mình được. Thì sau khi người cha mất thì cô gái mới về, mới làm cho cha một ngôi mộ và viết lên những bài thơ rất là cảm động. Nhớ những năm đầu tiên mình bước vào mảnh đất Sài Gòn, đất Bình Dương, thì lúc đó là thấy rất nhiều cảnh, đặc biệt là cái cuộc sống công nhân thời đó thì mọi người biết rồi, rất là khó khăn. Và muốn về quê đồ thăm nhà hoặc là Tết nhất để về thì cũng không phải ai cũng có điều kiện. Và cái thời điểm đó điện thoại để gọi về thì cũng rất là khó, tại vì chỉ có bưu điện công cộng nè, là nó mọc rất là nhiều. Và hai nữa là muốn nghe điện thoại từ ở quê vô thì chúng ta phải bỏ 1.000 ra để cái người chủ trọ chạy vô kêu rồi mình nghe, để gọi là mình đưa họ 1.000, gọi là tiền công người ta kêu. Chứ lúc đó là cái thời điểm là nó khó cực kỳ luôn nha. Nên đi có nhiều nơi rồi, mình cũng tự nhiên với mình nhớ lại cái thời điểm đó, bao nhiêu cái là khó khăn, chứ không phải nó như bây giờ. Và lúc có mình nhớ một năm gần Tết là có nhiều chị em ở lại Tết, không có về được, tối khóc hu hu à. Không biết là ai còn nhớ được cái cảnh đó hay không. Thật ra cái thời điểm đó rất là nhiều, năm 2000 mấy. Và trước đó nữa thì mình không biết. Thì cũng nghe những anh chị mà đi trước người ta cũng nói là nó quen thuộc rồi, Tết người ta không có tiền về. Và đặc biệt cũng có nhiều hoàn cảnh á, khi người ta cha mẹ mất á, cũng không về được luôn. Tại vì để về á, là phải chuẩn bị tiền trước để mua vé, chứ không phải như bây giờ là vé thì nó xe nó nhiều, dù vé nó cũng tương đối dễ đi. Và bây giờ người công nhân người ta thì muốn đi máy bay cũng dễ nữa, chứ không khó khăn như ngày xưa, tại vì điều kiện bây giờ nó thuận lợi rồi. Và đến đây thì mình thấy một cái khu mộ cũng muốn giới thiệu luôn, là khu mộ này cũng nó rất là lạ nha. Và trên đây có rất nhiều những câu thơ, và nói là mình đi cũng nhiều ngôi mộ rồi, cũng có mộ người ta ghi câu thơ, nhưng mà ngôi mộ này cũng rất là nhiều và một kiểu cách nó cũng rất là lạ. Và cái ngôi mộ này được một người con gái ở Nhật Bản, người ta về ta làm mộ cho bố người ta. Mình nghĩ chắc có lẽ là trong cái thời điểm đó khi người ta xa quê rồi, người ta không về được lúc bố người ta mất, hoặc là chưa làm được một cái mộ cho đàng hoàng. Nên là khi tự nhiên cái tới đó thì mình có nghe một vài người ta kể về cái ngôi mộ này, mình thấy cũng rất là hay, nên cũng muốn quay lại để cho gửi đến quý vị xem về cái kiểu cách ngôi mộ. Tại vì mình là cái người mà đi sưu tầm rất nhiều ngôi mộ cổ và rất nhiều ngôi mộ có cái hình dáng nó độc lạ rồi, nên mình khi tới đây thì mình cũng không muốn bỏ qua cái ngôi mộ này luôn. Đây là một cái cảnh quan của xung quanh ngôi mộ, được nằm một trong một cái trang viên rất là đẹp đẽ, cây cối xanh tươi luôn. Và đây là một cái ngôi mộ mình muốn giới thiệu đến quý vị khán giả. Tổng thể ngôi mộ thì cũng không phải là to lắm, nhưng mà về cái kiểu cách này gần như là cũng không có ai ha. Gần như là mình đi mình cũng chưa thấy rồi, chưa thấy cái ngôi mộ kiểu cách nào bao giờ. Thì mình sẽ đi một vòng xung quanh ngôi mộ để cho mọi người có thể nhìn hình dáng ngôi mộ qua một cái kiểu cách và mang một ý nghĩa gì đó. Ở đây có những con lân này mà nó cũng khác hơn so với người ta luôn. Trên lân đây tự nhiên đầu hơi bị hói, và đè lên một cái lân con. Rồi những cái chậu hoa mai trấn thủy, thật ra là cũng có nhiều người, cái ngôi mộ rất là to bự, nhưng mà mỗi ngôi mộ không phải là to là đẹp, cũng rất ngôi mộ, nhiều ngôi mộ cũng nhỏ thôi, nhưng mà nhìn rất là dễ thương và rất là trang nghiêm. Khi nhìn vào á, có những ngôi mộ mà mình đi mình cũng không biết đó là ngôi mộ luôn, mà có một số ngôi mộ mình quay á, là họ xây giống như một ngôi nhà vậy. Đó là cái hình dáng của cái ngôi mộ tổng thể nó như thế. Giờ mình sẽ vào phía bên trong để mà xem từng câu thơ. Mình cũng được biết là người ta nói là ở đây có nhiều câu thơ hay lắm, và cái kiểu cách rất lạ, nên mình cũng nhờ cái anh kia luôn, ảnh dắt vào để cho mình có thể chiêm ngưỡng được cái ngôi mộ này và quay cho mọi người xem. Thì trước cái cổng ngôi mộ là có một cái hàng gạch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 viên. Còn hai bên là mọi người thấy là những cái trụ đèn, và một bên đây nữa là có những trụ giống như là để chậu hoa đi. Rồi một bên nữa là có mấy con kỳ lân luôn. Và đặc biệt là những câu thơ hay lắm nha. Ở đây là
Mỗi nén hương thơm nồng nàn lặng lẽ, nỗi buồn con gợi gắm những niềm thương. Mình nghĩ đây là một bài thơ mà của người con gửi đến cho cha của mình. Hoạn cổ tình thâm, ân cốt nhục, thiên thu nghĩa chồng đức sinh thành. Hồi có một lần mình đi nghĩa trang ở trên cái chỗ gì đây mà ở gần Long An á, rất nhiều bài thơ hay. Một tiếng ơn cha mềm lòng sỏi đá, một tiếng phụ thân rung động từ nghiêm. Tất cả nói về giống như là cái tấm lòng của người con đối với cha mình. Mọi người thấy người ta ló gạch cũng rất là đẹp. Một cái gì đó nó cũng gợi nhớ quê hương. Cây dừa lũy tre, rồi một em bé cởi lưng trâu gọi là một đồng đó, bằng đá granite. Thích nhất những bài thơ đây nè, nên mình sẽ đọc hết cho mọi người nghe những bài thơ ở đây. Cha đi cách biệt phương trời, còn con ở lại một đời nhớ thương. Buồn lắm cha ơi, đêm trường viện xứ. Cái câu này mình nghĩ của cái người con gửi cho người cha khi mà chắc có lẽ ở Nhật. Con lạc loài biền biệt tự bóng chim. Tại vì mình được biết là ngôi mộ này của một người con gái xây cho cha mình. Và có lẽ người con gái này đã đi làm ở phương xa ở Nhật, chắc là lâu không về. Và về thì cha mình cũng đã mất rồi. Nên có lẽ vì thế thì cô thấy buồn và hối hận khi khoảng cách thời gian không ở gần cha mình. Và khi cha mất thì cô làm một ngôi mộ rất là to lớn như thế này. Đời cha sầu nặng nghĩa ân, phận làm con nguyện muôn phần khắc ghi. Nhiều lắm. Thương cha lắm, giờ đây xa cách mãi. Chuyện tao phùng biền biệt cõi thiên thu. Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng mẹ. Gánh nắng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Nhiều người mình thấy họ ghi cũng rất là nhiều bài thơ và có nhiều người xăm trên người luôn nha. Xăm trên người những bài thơ về cha mẹ luôn. Nhưng mà không biết là họ xăm lên là họ có làm đúng như cái bài thơ hay không. Về những cái tình thâm cha mẹ đồ cả nhà, nói với cha mẹ thì chỉ có một thôi. Mọi thứ mất đi thì có thể, nhưng mà khi cha mẹ mất rồi thì không có thể tìm được một cái gì nó có thể là nó bù đắp lại. Ngày xưa thì mình ít về lắm, có những khoảng thời gian mình rất là ít về quê. Tại đi mà đến mức mà mình có một thằng em sau này mình cũng không biết luôn, sau này về mới biết có nó. Thì mọi người biết là mình đi lâu cỡ nào rồi. Rồi nhiều chuyện gia đình, mỗi nhà mỗi cảnh, nên mình buồn chán mà đi cũng rất là nhiều. Sau này Tết nhất mình cũng hay về lắm. Tại mình biết là cha mẹ thì càng ngày càng già rồi, có những chuyện thì cũng không vui, nhưng mà mình vẫn cố gắng để sắp xếp để mà về. Tại sợ những cảnh như thế này cả nhà. Đi càng nhiều thì tự nhiên nó thấm thía những cái đó. Đời con như chiếc lá non, cha như bóng cả để con nép vào. Ơn cha bóng núi âm thầm, nghĩ mẹ lòng nặng. Nhiều quá nên mình không có đọc hết được. Trăm năm tình vẫn còn vương, làm sao đền đáp công ơn san thành. Bên đây chiều chiều ngó ngược ngó xuôi, ngó không thấy cha bùi ngùi nhớ thương. Cha là cuộc đời gốc tàn khô. Đây là mình mà ghi đọc lại sơ sơ một xíu thôi, tại vì để mà đọc hết thì nó cũng không có hay lắm. Giọng đọc của mình sao giờ nó dở dở hơn sao á. Nam mô đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Sân lan trời ngạ bóng chiều, cảm thân phù thế ít nhiều ngẩn ngơ. Tranh đời dệt mộng vẫn vơ, say đua danh lợi mê mờ sắc thinh. Cái này giống như trong kinh Phật á.
giống như để khuyên bảo á, kiếp người nào có bao lâu, nắng mưa thôi cũng dại dầu cỏ hoang. Này giống như bên kinh Phật. Và đây là cái ngôi mộ của cái cụ này. Ông này là tên Võ Văn Chấu, sinh năm 38, quê quán Sài Gòn, và từ trần năm 2011. Trên ngôi mộ cũng có ghi luôn này: dặm ngàn dặm muôn trùng khi còn gặp, ba tắc âm dương mấy thuở tầm, trần gian tự khóc phụ lâm chung, công dục sinh thành tựa Thái Sơn, cuối sinh cha thấu lòng con thảo, giọt lệ vơi đầy thay nén hương. Nghe cũng não lòng quá ha. Hình bóng cha hiền giữa trái tim, con xin ấp ủ trọn đời tình cha. Mình cũng muốn gợi gắm một vài câu chuyện lắm. Nó trên bước đường mình đi á, cũng thấy nhiều cái hoàn cảnh về cái câu chuyện về tình cảm gia đình này nọ. Nhưng mà khi tới đây tự nhiên cái mình cũng không dám nói nhiều, tại vì đi quay những ngôi mộ này á thì nó sợ là nói gì đó sai thì ảnh hưởng người ta nữa. Nên đa phần là mình sẽ quay cảnh, một khung cảnh của khu mộ để cho mọi người xem, một khu mộ độc lạ và những cái bài thơ khi trên những khu mộ. Nhìn đẹp ha. Hình như là nếu mà xây lâu rồi là có từng mình cũng gặp mà mình không để ý hết ta. Để mình đếm coi người ta làm mấy. Bên đây 6 trụ, bên kia 6 trụ. 1, 2, 3. 3 trụ, 3, 6, 18. À, cũng theo phong thủy ha, 18 trụ. Ở ngoài thì người ta để nguyên một hàng lăng luôn. Đây là một cái chậu hoa, có thể để chân hoa cũng được, để chậu hoa nhỏ. Và bên kia là những ngọn đèn. Ngọn đèn này nếu mà là bằng năng lượng mặt trời quá ha. Đây đúng rồi, bằng năng lượng mặt trời tối sẽ sáng nè. Còn ngộ lạ khi có những cái mà mình thấy hay lắm. Có những con lăng đè trên một con lăng con nè ha, mọi người thấy không? Và bên đây một hàng luôn, là giống như là người cha ha, người cha con hay là mẹ con vậy. Còn bên kia là con lăng á, lại nằm ngang chỗ cái viên ngọc, đạp trên viên ngọc như thế này chứ không có lăng, lăng con. Bây giờ mình cũng đã quay xong những một cái ngôi mộ độc lạ và có rất nhiều cái câu thơ. Thì qua những cái khu mộ ở đây giống như một cái bàn này. Qua những khu mộ thì cho ta được cái cảnh vật của khu mộ nè, rồi những câu thơ hay nói về tình cảm của là mẫu tử phụ tử, cha con mẹ con. Thì qua đó mình cũng xin gửi gắm luôn đến mọi người là ví dụ như là ai ở xa xôi thì có điều kiện được thì chúng ta cứ về. Tại vì xa gì thì xa, xa khoảng cách không gian thời gian thì vẫn còn có thể, nhưng mà cái sự âm dương cách biệt rồi thì nó là xa cách nghìn thu, là chúng ta không biết là kiếp này có kiếp sau nữa hay không. Khi là cái duyên có còn được gặp nhau hoặc được làm cha con mẹ con nữa hay không. Nhưng mà kiếp này thì có nên trân trọng. Tại vì một cái gia đình mà nếu mà hạnh phúc thì nó là một cái gì đó rất hay. Gia đình hạnh phúc thì xã hội nó sẽ cộng hưởng được nhiều hơn.